Dạ muốn gì? Muốn Dạ muốn gì nói lại coi. chè. Ăn chè sen ha. Ăn chè bánh lọt. Lọt luôn á, lọt sàn luôn á. Giờ sao? Giờ ăn chè trước hay là làm gì? Mẹ đi tắm chưa? Đi tắm thôi hả? Có làm gì nữa không? Đi chà răng. Đi tắm thì chà răng sạch sẽ và về mới ăn bánh lọt phải không? Để nó lọt vừa đồ nữa phải không? Rồi ha, giờ giờ là bây giờ nè, bây giờ là chờ 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 Thiện xuống lấy chè lên trước nha, rồi đi tắm đi chà răng rồi dọc lại ăn ha. Người ta ăn xong người ta mới đi chà răng, tự nhiên đi chà răng rồi mình đi ăn chè. Dạ, quyết định là chà răng trước rồi ăn chè sau phải không? Rồi chị chờ Thiện nha, Thiện lấy chè lên rồi Thiện dắt đi tắm nha. Tại sao không nói nữa, chuyển qua gật đầu rồi. Ráng phải nói nha, không nói cho cái lưỡi nó hoạt động nha, không nha, không gặt nữa rồi.